sẽ thực hiện thử thách là mình sẽ quay một mặt màu vàng nhé. Đây, một mặt màu vàng nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách. Ok này. Màu vàng đâu, màu vàng đâu, màu vàng đâu. Đây rồi. Đây chính là màu vàng. Rồi mình sẽ tiếp tục tìm màu vàng tiếp. Đấy. Vậy là mình đã hoàn thành được một nửa rồi đấy. Rồi mình sẽ tiếp tục tìm màu vàng để mình lấp lại những chỗ còn trống. Đây rồi. Đây một màu vàng, đây một màu vàng nữa này. Đó, chỗ này còn một màu vàng nữa thôi. À, viên này nó là ở đây. Giờ mình sẽ phải chuyển nó lên. Ok. Rồi, như vậy là hiện đã có một mặt Rubik màu vàng. Mình sẽ thực hiện lại thử thách này lại một lần nữa nhé. Ok, đây là một mặt không có một viên màu vàng nào, mình sẽ thực hiện đó là chuyển mặt này về mặt màu vàng nhé anh em nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong hai một vòng vàng nữa. Lần này khá là lâu nhưng mà không sao, chúng ta đã hoàn thành nó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.